Cho phân số 19 trên 79. Hãy tìm một số tự nhiên sao cho đem tử và mẫu số cùng cộng với số đó thì ta được phân số mới bằng phân số 3/7. Ta xác định ngay đây là một bài toán hiệu tỉ. Bởi vì sao? Bởi vì ta thấy rằng hiệu của tử số và mẫu số không thay đổi nếu như cả tử và mẫu cộng với hoặc trừ với một số tự nhiên. Ví dụ ở đây, hiệu tôi ví dụ luôn 79 trừ đi 19 bằng 60. Thế thì tôi lấy 79 cộng với 10 và trừ đi 19 cộng với 10 thì chắc chắn như thế nào? Chỗ này là 89, 29 thì vẫn bằng 60. Rõ ràng đúng chưa? Chúng ta cùng cộng tử số và mẫu số với một số tự nhiên thì hiệu của tử số và mẫu số đó không thay đổi, kể cả khi chúng ta trừ đi cả tử số và mẫu số với cùng một số tự nhiên thì nó cũng được tính là bài toán hiệu tỉ. Làm thế nào để xác định tổng không thay đổi và hiệu không thay đổi? Thế thì rất đơn giản thôi. Chúng ta ví dụ khi ta thấy là tử số và mẫu số cùng cộng với một số tự nhiên thì chắc chắn là hiệu của nó không thay đổi rồi. 79 trừ đi 19, đúng không? Là hiệu. Khi mà ta cộng với một số nào đấy, 79 cộng với một số n, rồi trừ đi 19 cộng với một số n, thì khi mở ngoặc ra thì hai số này sẽ là trừ đi 19 trừ đi n, số n này hết. Thì 79 trừ 19 thì đúng là bằng 79 trừ đi 19. Nó có thay đổi gì không? Không thay đổi gì cả, đúng không? Đấy gọi là hiệu không thay đổi. Chúng ta dù có cộng hay trừ với bất kỳ một số tự nhiên nào thì cái hiệu giữa mẫu số và tử số hay là tử số mẫu số không thay đổi. Hiệu của mẫu số và tử số là 79 trừ 19 sẽ bằng 60. Tiếp theo, chúng ta biết rằng phân số sau khi tối giản phân số mới là 3/7 thì ta hiểu rằng tử số của phân số 3/7 có nghĩa là 3 phần, là tử chiếm 3 phần. Và mẫu số chiếm 7 phần. Mẫu số chiếm 7 phần có nghĩa là hiệu của tử số và mẫu số, hiệu số phần bằng nhau ấy là 4. Hiệu số phần bảy trừ đi 3 bằng 4. Và mỗi phần này bằng bao nhiêu? Chính bằng 60. Mỗi phần ở đây là 60 chia cho 4 bằng bao nhiêu? 15. Vậy thì phân tử số, ta được ngay tử số của phân số mới là 60 chia cho 4 nhân với 3. Đây, tử số phân số mới đây, 60 chia 4 nhân 3 bằng 15, nhân với 3 bằng 45.
Khi ta biết được tử số của phân số mới bằng 45 thì ta sẽ tìm được cái số tự nhiên cộng vào từ cái phân số ban đầu. Thế thì số tự nhiên đó là lấy 45 trừ đi tử số của phân số ban đầu, 45 trừ 19 bằng 26. Để chúng ta thử lại kết quả nhé. Số tự nhiên đó là 26 thì ta lấy 19 trên 79 cộng với 26, ở dưới cũng cộng với 26 sẽ bằng 45 chia cho 105. Ở đây ta cùng chia cho một số nào đấy để ra 3/7 nhỉ? 45 chia cho 15 bằng 3. Ở dưới 105 chia cho 15 thì bằng 7. Đúng là ra 3/7. Đã hiểu chưa? Bây giờ ta có một ví dụ tương tự để làm nhá. Bây giờ bài tập áp dụng là có một phân số là 23/40. Hãy tìm một số tự nhiên n khi biết rằng ta cộng cả tử số và mẫu số với số tự nhiên n sẽ được một phân số mới bằng phân số 3/4. Nào, hãy tìm đi. Áp dụng bài toán gì? Ở đây là chúng ta đang làm bài toán hiệu tỉ của lớp 5. Còn lên lớp 6 chúng ta sẽ không áp dụng bài toán hiệu tỉ nữa, mà bài toán giải phương trình chuyển vế đổi dấu. Bây giờ con nói cái phương pháp giải bài toán này ta làm như nào? Ta phải tìm hiệu của mẫu số và tử số. Tiếp theo ta phải tìm hiệu số phần. Rồi tìm một phần và tử số mới. Và sau đó ta sẽ lấy tử số mới trừ đi tử số cũ thì ra được số n.